đời sông núi, anh em ta đáp đời sông núi, quyết bảo vệ giang sơn ta cùng chiến cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng trung bình 1.503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ giang sơn ta cùng chiến cho quê hương. Hải Sương xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ năm ngày 13/4/2017 và là buổi phát thanh lần thứ 2161 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây. Việt Nam vẫn nằm trong số các nước tham vọng nhất thế giới. Bộ Công an Việt Nam muốn cấm người dân sử dụng máy quay phim chụp hình. Thân phụ của Đoàn Thị Hương đến Mã Lai để thăm con. Tổng giám đốc hãng United Airlines ngỏ lời xin lỗi về vụ bạo hành. Cảnh sát Đức đã bắt giữ nghi can cài bom khủng bố đội bóng Dortmund. Tập đoàn quân phiệt Thái Lan sẽ bỏ lệnh cấm các đảng phái hội họp. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Đồng Tâm gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó coi chuyên mục Người Dân Tự Quyết, Lý Trần Công khẳng định một chế độ kiệt quệ tài chính vẫn còn trông mong vào niềm tin của dân chúng. Nếu niềm tin không còn thì còn chính nghĩa. Nhưng tiếc rằng Cộng sản Việt Nam giờ hiện nguyên hình là những kẻ bán nước cho giặc Tàu. Một chế độ đã đặt dấu chấm hết và chờ chết. Giữa chương trình là tiết mục thi ca yêu nước do giáo sư Ngô Quốc Sĩ biên soạn. Tuần này với chủ đề Lửa Hận Đang Bừng Cháy. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với phần bình luận của Nguyên Anh, thưa quý vị. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông Nguyễn Như Tấn tại Montclair, California, Hoa Kỳ. Đồng thời được vinh danh ông Lê Thanh Tùng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Đồng Tâm trình bày sau đây. Bất chấp các hô hào và nghị quyết của Đảng Cộng sản, Việt Nam vẫn nằm trong danh sách các chế độ tham nhũng nhất thế giới, theo bảng xếp hạng của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế. Theo bảng xếp hạng mới nhất của tổ chức này, thì Việt Nam nằm ở hạng 133 trong tổng số 176 nước được nghiên cứu về mức độ tham nhũng trong bộ máy hành chính và lực lượng công an cảnh sát. Thông tin này không phải do các thế lực thù địch đưa ra, mà do Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Xã hội, một cơ quan của nhà nước Việt Nam, vừa loan báo trong buổi hội thảo về kinh doanh vào hôm qua. Theo bà Nguyễn Thị Kiều Viễn của trung tâm trên, thì các công ty Việt Nam vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm của tệ nạn tham nhũng. Bà Viễn tuyên bố là có hơn 61% các công ty tại Việt Nam phải hối lộ khi giao dịch. Ngoài ra, có khoảng 66% các công ty tư nhân phải đóng những cái gọi là lệ phí ngoài quy định, và gần 60% các công ty ngoại quốc phải đút lót khi làm các thủ tục hải quan. Theo bà Viễn, thì tệ nạn tham nhũng tại Việt Nam đã tạo ra một nguồn tiền bất hợp pháp dưới hình thức trốn thuế và rửa tiền. Trong một hành động chứng minh thêm về bản chất độc tài và phi dân chủ của chế độ, Bộ Công an Việt Nam muốn đưa ra một nghị định, nội dung cấm đoán người dân sử dụng các dụng cụ ghi âm, ghi hình. Ngay lập tức, tin này đã dấy lên làn sóng chống đối trong dư luận, kể cả tại Quốc hội. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, kiêm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khi đưa ra lập luận phản đối, đã dẫn chứng vụ quay phim một bác sĩ Mỹ gốc Việt bị nhân viên hãng United Airlines lôi kéo một cách thô bạo ra khỏi máy bay, gây phẫn nộ trên thế giới trong mấy ngày qua. Theo ông Nhân, thì nếu không có vụ quay phim này, thì làm sao thế giới biết đến vụ bạo hành nói trên? Thế nhưng Bộ Công an Việt Nam, tức lực lượng xin trích còn đảng còn tiền, hết trích, biện hộ là trong những năm qua, việc quay phim chụp hình đã đe dọa nặng nề đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự. Vì thế phải cấm đoán, và chỉ có giới bảo vệ an ninh quốc phòng mới được quyền làm điều này. Giới luật sư Việt Nam cũng chỉ trích mạnh mẽ hành động cấm đoán này, vì cho rằng dự luật này là vi hiến và vi phạm quyền tự do của công dân. Luật sư Lê Công Định thì cho rằng, lâu nay giới công an đã đứng trên pháp luật, và nghị định nói trên chỉ là nhằm hợp pháp hóa các hành động vô pháp luật của họ. Ông Đoàn Văn Thạnh, thân phụ của cô Đoàn Thị Hương, và hôm qua được vào trại giam của Mã Lai để thăm con gái đang bị giam cầm vì liên quan đến vụ ám sát ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un.
đi kèm với ông Thành là các luật sư đã đứng ra bào chữa cho cô Hương. Theo loan báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì ngoài hai vị luật sư là Hisham Tech và Narang Singh, còn có thêm bốn luật sư phụ tá người Mã Lai. Đồng thời, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng cử ba vị luật sư sang trợ giúp. Cần nhắc lại là sau vụ ám sát, ngoài cô Hương, còn có một phụ nữ người Indo cũng bị bắt giữ vì trực tiếp dùng khăn tẩm chất độc chụp vào mặt ông John Nam tại phi trường Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2. Cả hai đều khai là họ bị lừa gạt vì tưởng rằng sẽ được trả tiền để thực hiện một màn hài hước cho một đài truyền hình nào đó. Trước sự phản đối mạnh mẽ của thế giới, Tổng giám đốc hãng máy bay United Airlines của Mỹ đã lên tiếng xin lỗi về vụ nhân viên an ninh đã sử dụng bạo lực khi lôi kéo một bác sĩ người Việt ra khỏi máy bay. Cần biết là đoạn phim quay toàn cảnh đối xử thô bạo này đã khiến dư luận Mỹ và thế giới phẫn nộ, dẫn đến trị giá cổ phần của United Airlines bị sụt giảm cả tỷ Mỹ Kim trên thị trường chứng khoán vào hôm thứ Ba. Mặc dù giới hữu trách Mỹ không chính thức tuyên bố tên tuổi của nạn nhân máu me đầy mặt sau khi bị lôi ra khỏi máy bay, nhưng giới truyền thông Mỹ Việt cho biết nạn nhân là ông David Đào, một bác sĩ Mỹ gốc Việt. Lý do mà ông Đào cùng với ba hành khách khác bị trục xuất ra khỏi chuyến bay là để nhường chỗ cho bốn nhân viên của hãng United Airlines. Sau khi ông Đào phản đối việc nhường ghế, các nhân viên an ninh đã ra tay một cách thô bạo, khiến ông phải vào bệnh viện để cứu chữa thương tích. Cảnh sát Đức loan báo họ đã bắt giữ một nghi can trong vụ nổ bom khủng bố nhắm vào đội bóng đá Dortmund. Ngoài ra, cảnh sát Đức cũng đang truy lùng hai nghi can Hồi giáo cực đoan bị tình nghi là chủ mưu của vụ khủng bố này. Cần biết, vào hôm thứ Ba, các trái bom cài đặt ở một hàng rào đã phát nổ khi chiếc xe buýt chở đội bóng Dortmund chạy ngang qua. Vụ nổ khiến cho các kính xe bị vỡ vụn và một số cầu thủ bị thương chỉ vài giờ trước khi diễn ra trận đấu giữa câu lạc bộ Dortmund và Monaco. Giới hữu trách Đức tin rằng đây là vụ tấn công khủng bố của giới Hồi giáo quá khích, vì cảnh sát Đức đã tìm thấy một lá thư gần đó, nội dung có nhắc đến vụ khủng bố của tổ chức IS tại một khu chợ bán hàng Giáng sinh vào cuối năm ngoái và cuộc nội chiến tại Syria. Thủ tướng Thái Lan vào hôm qua tuyên bố là tập đoàn quân phiệt của ông sẽ hủy bỏ lệnh cấm các đảng phái hội họp trước khi diễn ra cuộc tuyển cử quốc hội vào năm tới. Tuy nhiên, ông Prayut Chan-o-cha không nói rõ là khi nào thì tuyển cử và khi nào thì bãi bỏ lệnh cấm. Phát biểu trong cuộc họp báo vào hôm qua, ông Chan-o-cha nói rằng tiến trình bầu cử sẽ diễn ra vào năm tới và các chính đảng có thể tiến hành việc hội họp, nhưng nhấn mạnh là cần tổ chức xong lễ hỏa táng cố quốc vương Thái Lan vào cuối tháng 10 năm nay. Cần nhắc lại là sau cuộc đảo chính cướp chính quyền vào năm 2014, tập đoàn quân phiệt Thái Lan đã ra lệnh cấm các đảng phái hội họp hay biểu tình dưới bất cứ hình thức nào. Người dân tự quyết. Thưa quý tín giả, ông bà ta có câu thượng bất chính, hạ tắc loạn. Kẻ lãnh đạo độc ác, tham lam, phạm pháp sẽ dẫn đến đất nước suy vong, xã hội rối loạn, dân chúng bất an. Chế độ đó không xứng đáng tồn tại. Trong chuyên mục Người dân tự quyết hôm nay, mời quý vị theo dõi bài viết của Lý Trần Công với tựa đề Bất tài, bất nhân, phi nghĩa, chế độ nào rồi cũng phải sụp đổ, sẽ được Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình. Với hệ thống audio nào, chỉ cần bấm số 1-712-832-7123, quý thính giả có thể nghe đã đáp lời xuống nút qua điện thoại bất cứ lúc nào với giá của một cuộc gọi thông thường. Ngày 3 tháng 4 năm 2017, hàng ngàn người đã kéo đến tụ tập và chiếm giữ trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà, yêu cầu nhà cầm quyền địa phương trả lời việc uy hiếp nổ súng bắn dân và đòi bồi thường thiệt hại vì Formosa. Song song đó, phong trào phong tỏa đường quốc lộ để buộc nhà nước Cộng sản Việt Nam phải bồi thường thiệt hại cũng được người dân miền Trung áp dụng. Sau một năm gánh chịu thảm họa môi trường biển, người dân miền Trung đang sống trong tình trạng cùng quẫn, bế tắc không lối thoát và gánh chịu những thiệt hại cả vật chất lẫn tinh thần mà không gì có thể bù đắp được. Và như để tỏ rõ sự thù địch của mình với nhân dân, cái gọi là chính phủ của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoàn toàn thờ ơ, làm ngơ, không một lần xuất hiện trước đoàn người biểu tình để lắng nghe nguyện vọng và đòi hỏi chính đáng của người dân. Ngược lại, việc hai ba đồng chí sâu dân mọt nước ở Yên Bái tranh ăn, giành ghế, dùng súng đoạt mạng nhau, thì chỉ một tiếng đồng hồ sau, ông Thủ tướng nhanh chóng ngồi trực thăng, bay đến hiện trường.
còn người dân miền Trung cả một năm sau ngày Formosa xả thải giết chết biển, họ đang chết lần chết mòn, thì với cương vị và trách nhiệm của người đứng đầu chính phủ, ông Phúc chỉ một lần tuyên bố nếu Formosa tiếp tục xả thải ra môi trường thì sẽ đóng cửa nhà máy này. Nhưng thật trớ trêu thay, Formosa vẫn ngang nhiên thách thức dư luận, tiếp tục xả thải chất độc ra biển. Nếu phải đóng cửa nhà máy, thì tập đoàn tội ác này ít nhất đã phải 3 lần đóng cửa theo đúng như lời ông Thủ tướng. Người dân phải đặt câu hỏi, trước thảm họa môi trường chưa từng có trong lịch sử, thì vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản ở đâu rồi? Ngược lại lời mà Đảng Cộng sản Việt Nam thường huênh hoang tuyên bố, Đảng là người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng. Trước hành động xả thải giết dân của Formosa, Đảng đã hoàn toàn thất bại, rối loạn và hệ thống cầm quyền đang trong nguy cơ tan rã. Những ngày gần đây, việc hàng chục ngàn người Venezuela tràn ra khắp đường phố đòi khuất phế chế độ độc tài của Tổng thống Nicolas Maduro và yêu cầu bầu cử tự do ngay lập tức đang làm cho Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng ăn không ngon ngủ không yên, vì những hình ảnh này rất có thể sẽ diễn ra trong một ngày không xa ở Việt Nam. Điều đó được chứng minh khi ngày 10 tháng 4, ông Trọng đã gấp rút chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương để gọi là khai triển trọng tâm công tác tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng nổ súng, trấn áp của quân đội vào người dân nếu có nổ ra biểu tình lớn. Với vai trò bí thư Quân ủy Trung ương, Nguyễn Phú Trọng, một Lê Chiêu Thống thời hiện đại, đang âm thầm từng bước chuyển giao Quân đội Nhân dân Việt Nam về tay Bắc Kinh, và ông Trọng cũng đang mơ tên mình được ghi vào lịch sử nếu tái lập được một Thiên An Môn mới tại Việt Nam. Bản chất khao khát quyền lực như hổ đói đã biến Nguyễn Phú Trọng như một kẻ ngông cuồng bất chấp đạo lý dân tộc, bán rẻ danh dự quốc gia, bắt dân Việt tiếp tục làm nô lệ cho chủ thuyết ngoại lai cộng sản và cam tâm bán nước cho giặc Tàu. Và để nắm chặt công cụ bạo lực trong tay, hòng duy trì chế độ phi nhân cộng sản, Nguyễn Phú Trọng không quên ra lệnh cho đàn em thân tín là Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, họp bàn và ra lệnh cho công an các đơn vị, địa phương chủ động công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý kịp thời, không để xảy ra các vụ việc tụ tập đông người, chặn quốc lộ gây ách tắc giao thông, tuần hành gây rối an ninh trật tự, vân vân. Với 10 triệu công chức và 3 triệu công an mật vụ các loại, nếu không đủ sức đối phó với 90 triệu dân, thì Tô Lâm có thể yêu cầu công an, mật vụ và cả bộ đội Trung Quốc sẵn sàng sang Việt Nam tiếp ứng Cộng sản Việt Nam bất cứ lúc nào, theo những gì mà Nguyễn Phú Trọng đã ký kết với Tập Cận Bình ở Bắc Kinh hồi đầu năm nay. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do bà Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, có 9 ngày chu du 3 nước châu Âu, gồm Vương quốc Thụy Điển, Hungary và Cộng hòa Czech, để ngửa tay xin tiền và vay mượn nợ. Thời buổi khó khăn làm ăn vất vả, muốn vay tiền thì quan trọng nhất là chữ tín, cái mà Cộng sản Việt Nam không bao giờ có. Và các nước phương Tây giờ thì họ đã thấy rõ điều đó. Ngân sách trống rỗng, kinh tế Việt Nam đang trên đà sụp đổ. Dân chúng không muốn đầu tư làm ăn, họ cũng không cần và không muốn đóng thuế cho chế độ này. Bất hợp tác với một chế độ phi nhân phi nghĩa, tước đoạt tự do và áp bức họ là điều đã và đang xảy ra. Cho dù Cộng sản Việt Nam có toan tính thế nào đi chăng nữa, thì việc kết liễu một chế độ sẽ dựa vào 3 yếu tố: cơ trời, vận nước và lòng dân. Chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay có 3 tử huyệt: cạn kiệt tài chính, niềm tin sụp đổ và không có chính nghĩa. Một chế độ kiệt quệ tài chính vẫn còn trông mong niềm tin của dân chúng vào chế độ. Nếu niềm tin không còn, thì còn chính nghĩa. Nhưng tiếc rằng Cộng sản Việt Nam giờ hiện nguyên hình là những kẻ bán nước cho giặc Tàu. Một chế độ đã đặt dấu chấm hết và chờ chết. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kHz chu kỳ. Quý vị có thể nghe đài qua số điện thoại 1-712-832-7123. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí điều hành đài là 15.000 Mỹ kim cho một tháng do đồng hương khắp nơi đóng góp.
ủng hộ tài chính xin ghi đáp lời sông núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, Cali 95161 hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Yêu nước. Lửa hận đang bừng cháy. Ngày 30 tháng 4, ngày tự do bị bức tử, không những là mối hận trong lòng dân Việt mà còn là vết chém trên lưng nhiều người cộng sản thức tỉnh với nỗi lòng say dứt hối hận đã lầm đường lạc lối. Nỗi uất hận như vết chém oan nghiệt đó đã trào tuôn thành thi ca mà mỗi lần tháng tư về lại ngân lên những vần điệu xé lòng người Việt bốn phương. Trước hết, hãy nghe Vĩnh Liêm bày tỏ nỗi niềm đau xót của dân Việt khi bỏ nước ra đi, như thể cắt đứt dòng sữa mẹ. Chuyện bi thảm của miền Nam bất tử là chuyện buồn của lịch sử sang trang, là niềm đau uất hận đã dâng tràn, là ly cách muôn đời dòng sữa mẹ. Nhưng theo Vĩnh Liêm, ra đi không phải là vĩnh biệt, mà đi tìm lối quay về giải cứu quê hương. Lối về đã mở, và giờ lịch sử đã điểm. Ngày quốc hận năm nay ai thức ngủ, ai thành tâm thắp sáng một niềm tin, ai lo toan cho hạnh phúc dân mình, hãy đứng dậy cùng đi làm lịch sử. Giờ đã điểm ta không còn do dự, lịch sử nào cũng có lúc sang trang, là anh hùng nên dũng dạc hiên ngang, viết trang sử tạo nên thời thế mới. Ngọc bội não nùng hơn với những lời thơ chua xót như cung đàn bạc mệnh, với ngọn bút trào tuôn máu lệ. Bạc mệnh đang đã trả xong, mà bao đau đớn chất trong lòng, vết thương còn thầm trên trang giấy, ngọn bút chưa ngừng chạy tuôn. Bao tháng năm qua đời nghiệt ngã, nỗi nhà tan tác, mất quê hương, oan khiêng đổ xuống bao oan khuất, giặc đỏ lộng hành gieo thảm thương. Út trẻ với lời thơ ví von nhưng cũng rất thấm thía mỉa mai, dâng trải nỗi nhục quê hương như cái tang chung của toàn dân Việt. Tháng tư đen như mực tàu, vấy lên cả nước một màu tang chung. Tháng tư đen như mặt hồ, dân ta ngồi rửa nỗi nhớ ngàn đời. Tháng tư đen như đảng tà, đỉnh cao ngu tối, duyên trà đầu nhôm. Tháng tư đen xã hội đen, bảo quyền cướp trắng, dân hèn trắng tay. Nhà thơ Đặng Anh Ngô Đình Chương mỗi lần tháng tư về lại cảm thấy rây rứt, tưởng nhớ quê hương mà lòng ngậm ngùi cô đơn, thương dân thương nước đang bị đọa đày trong địa ngục đỏ. Ở quân cộng sản bán quê hương, giấy bút ta quay lại chiến trường, từ cấp thừa hành tham xã ấp đến hàng lãnh đạo dốt trung ương.
Xưa thì muôn một nên còn láo, nay rõ mười mươi đã hết lường. Triệu triệu lòng dân đều chống giặc, một ly một tấc quyết không nhường. Đặc biệt, Ngô Minh Hằng, được gọi là người giữ lửa quê hương, cũng đã trải nỗi lòng tháng tư với những lời thơ bất khuất, lên án cộng sản, biến Việt Nam thành lao tù. Tháng tư rộng cửa lao tù, nước tôi từ đấy đau như nỗi đau. Trong tù tù chết như mơ, ngoài tù dân chết bên bờ biển đông. Biển xanh pha đỏ máu hồng, rừng xanh lệ đỏ từng dòng mồ hôi. Tháng tư ai biến nước tôi thành lò hỏa ngục thiêu người tan thương. Từ niềm đau chất ngất của dân tộc, Ngô Minh Hằng đã thẳng thắn lên án đảng Cộng sản chính là đảng cướp, những tâm cướp đoạt tài sản và quyền sống của dân Việt, còn hủy diệt cả nền văn hóa, làm băng hoại xã hội. Anh thấy đó, đảng hiện thân bọn cướp, cướp của dân đen nhà cửa ruộng vườn, cơm áo tự do, nhân quyền hạnh phúc, nhưng cổng tàu vào, hiến đất, quê hương. Gần 40 năm quê nay nhỏ lại, dân xác xơ vì đảng quá hung tàn, xã hội loạn cuồng thiếu niên băng hoại, anh xem còn gì văn hóa Việt Nam. Thế rồi Ngô Minh Hằng đã hỏi thẳng những người bộ đội của Hồ, tại sao vẫn còn lưỡng lự, chưa dứt khoát từ bỏ thân phận công cụ của đảng lừa, đảng cướp. Hỡi quân đội các anh từng chiến đấu, vượt Trường Sơn anh đánh Mỹ ngày nào, mảnh đất quê hương xưa dành bằng máu, nay đảng dân tàu anh để thế sao? Anh để thế sao lòng anh đau chứ, đảng và quê anh phục vụ bên nào? Tôi biết anh vẫn đắn đo tư lự, dẫu thấy con thuyền tổ quốc hư hao. Hỏi rồi khuyến cáo, Ngô Minh Hằng đã tha thiết mời gọi người bộ đội Cộng sản quay về giải cứu quê hương. Mấy chục năm dài hy sinh xương máu, để bây giờ đảng Việt thế sao anh? Hãy đứng cùng dân trừ loài thảo khấu, cứu quê hương đảng phá nát tan tành. Đồng cảm với Ngô Minh Hằng, từ quê nhà, Bùi Minh Quốc cũng đã tha thiết nhắn nhủ những người chiến sĩ tháng 8, đã lầm đường đem xương máu xây ngai vàng đao phủ, hãy mau quay về với dân tộc. Có lẽ nào, có lẽ nào, lịch sử lại như con thò lò trong ván bài quỷ dữ. Màu nhân dân tuôn chảy đục ngai vàng. Các anh đâu rồi những người tháng tám? Chẳng nhẹ khuân tay nhìn những trò bội phạm. Dân tộc này bị vỡ nợ tự do. Câu hỏi có lẽ nào của Bùi Minh Quốc đã được đáp ứng. Phan Huy, chàng bộ đội của Hồ ngày nào hớn hở theo đoàn quân Bắc Việt vào xâm lăng miền Nam, nay đã tỉnh ngộ, nhận chân được nỗi bất hạnh dân tộc do Cộng sản gây nên. Tội nghiệp cho dân Việt, đầy đọa ngót trăm năm, vẫn nô dịch lầm than, vẫn nghèo nàn u tối. Từ nhận thức nỗi khổ dân tộc, Phan Huy đã khẳng định nguyên nhân gây thảm họa chính là đảng Cộng sản, dối trá, lừa phỉnh. Tôi uất hận cho đảng mình láo khoét, lùa dân vào một cuộc chiến tổn hao, phung phí máu xương bộ đội đồng bào. Để phục vụ cho quan thầy quốc tế, từ đó đảng hiện nguyên hình đồ tể, vung búa liềm đập nát cả quê hương. Thế rồi chàng bộ đội Cụ Hồ đã trỗi dậy, đứng lên, quay mũi súng, sát cánh với dân tộc trong cuộc chiến thần thánh chống Cộng sản.
Đáng ghê tởm, tôi chán chường muốn ói, xin trả người thẻ máu với cờ ma. Tôi sẽ đi về tới nước non nhà, cùng dân tộc dựng lại mùa quan phục. Thế đó, lửa hận còn cháy bừng, dân Việt sẵn sàng biến đau thương thành hành động. Quốc hận 42, giờ lịch sử đã điểm, mùa quan phục đã mở màn, cơn bão lửa đã châm ngòi. Ngô Quốc Sĩ, Hải Sơn và Minh Nguyệt xin tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong tiết mục thi ca yêu nước lần tới. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Đấu tranh hoàn tất tiến trình dân chủ hóa Việt Nam cần tập trung vào những mục tiêu rõ rệt, đó là dẹp tan cộng sản độc tài và xây dựng một thể chế cộng hòa chân chính. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi phần bình luận của Nguyên Anh với tựa đề Cách mạng của hỗn mang sẽ được song tập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Những diễn tiến ở quốc nội trong thời gian gần đây đã cho thấy nhà cầm quyền cộng sản đang dần mất đi sự ổn định mà họ đã thiết lập để tạo nên một thể chế độc tài, độc tôn trên đầu dân tộc. Các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân đều được đáp lại bằng võ lực của các lực lượng chức trách, kể cả việc dùng bạo lực của những kẻ lưu manh, côn đồ được thâu dụng nhằm tránh đi cái tội đàn áp người dân của nhà cầm quyền trước mắt thế giới. Những yếu tố nhen nhóm một cuộc cách mạng đã xuất hiện tại Việt Nam. Thế nhưng, đáng buồn khi nhìn nhận đây là một cuộc cách mạng của hỗn mang, vô chủ trương và vô phương hướng. Nhìn tổng quát để thấy được hầu hết các cuộc biểu tình chống đối nhà cầm quyền đều xuất hiện tại miền Bắc Việt Nam. Những người dân này ngày nào cuồng tín đi theo chủ thuyết của tên cha già dân tộc đã sáng bừng con mắt. Đã cảm thấy sự bất công, sai lầm của bè lũ cầm quyền áp đặt, nên dân chúng đã tụ họp lại, phản kháng, chống đối, biểu tình, nhưng hầu như không làm nên một yếu tố nào để khiến đảng Việt Cộng lo ngại, bởi vì bè lũ cầm quyền đang nắm giữ trong tay hai lực lượng hùng mạnh chống đỡ chế độ là công an và quân đội. Hai thế lực này sẵn sàng nhắm mắt bịt tai tấn công người dân mà không cần biết lý do, và bào chữa là thi hành theo lệnh cấp trên. Tất nhiên, chúng đàn áp đồng bào như vậy để bảo đảm cho vị trí công tác của chúng được ổn định, tài chánh gia đình được căn bản và hưởng thêm những bổng lộc chức tước được ban cho từ những kẻ cầm quyền. Vì sao các cuộc biểu tình của người dân Việt Nam lại là hỗn mang? Xin phát họa vài nét về các cuộc biểu tình đang diễn ra tại Việt Nam. Về dân oan, đây là một lực lượng chiếm một số nhỏ trong tổng số 90 triệu dân trong nước. Họ biểu tình vì đất đai mồ mả cha ông tạo dựng bị nhà cầm quyền cưỡng đoạt, giải tỏa, di dời và đền bù thì rẻ mạt. Với số tiền đó, họ không thể tái định cư gần nơi mình đã sinh sống, mà phải đi ở mướn, đi về các vùng thôn quê hẻo lánh xa ánh sáng văn minh thành thị mà mình từng thụ hưởng. Họ tranh đấu, đòi hỏi khi bị giải tỏa, bị áp đặt bất công. Nhưng họ không nhận thấy rằng với luật đất đai mà nhà cầm quyền đã áp đặt tại Việt Nam nhiều chục năm nay là đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân, nhưng nhà nước quản lý. Đó là sự bất công mà đồng bào đã không dám mở miệng ra tranh đấu từ khi luật mới ra đời cho đến khi bị đẩy vào bước đường cùng, không lối thoát, mới bùng nổ thành những oan khuất. Nếu sự biểu tình đòi hỏi của dân oan được nhà nước cộng sản lắng nghe, sửa chữa, thì đồng bào cũng sẽ mau chóng quay về cuộc sống lúc trước của mình, an phận kiếm tiền sinh sống mà không còn quan tâm đến vận mệnh quốc gia dân tộc. Về dân chủ, đây là danh từ được sử dụng nhiều nhất trong thời gian gần đây tại Việt Nam, trong đó có dân chủ thật chỉ một số ít, và dân chủ giả thì số nhiều. Ngoài ra còn phải kể đến những chiêu trò phản gián hèn hạ mà bộ máy an ninh cộng sản thường áp dụng như gài đặt người vào các phong trào,
đưa ra vài khuôn mặt tiêu biểu làm bộ chống đối, dụ dỗ gài bẫy những ai có tinh thần phản kháng ra mặt thì sẽ bắt trực tiếp hoặc bắt lén, hay dùng những chiêu thức hèn hạ là hù dọa, đàn áp vô cớ người thân, gia đình nhằm triệt tiêu con đường tranh đấu của người dân đấu tranh đòi dân chủ. Về nhân quyền, trong thế kỷ 21, người dân Việt Nam mới bừng tỉnh vì những giá trị nhân quyền đã bị đánh cắp thì đã rất muộn màng. Đối với chủ nghĩa cộng sản, giá trị con người không khác gì các loài động vật khác. Có thể thấy những vụ giết người chỉ vì ăn cắp chó, với sự làm ngơ của nhóm cầm quyền, cho đến những cái chết oan khuất trong đồn công an thì được cho là tự tử, vân vân. Đó là hậu quả của một chế độ phi nhân tính mà trong quá trình giành quyền cai trị, phát động chiến tranh, Đảng Cộng sản đã bước lên trên hàng triệu xác người dân thường cũng như binh lính. Bản chất chúng hôm nay vẫn không thay đổi, vẫn sẵn sàng giết chết bất cứ ai trong tầm nhìn của chúng. Từ một người không đội nón an toàn khi lái xe, đến một kẻ buôn thuốc lá lậu. Vì vậy, kể từ khi Hồ đưa chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam và sau cái cột mốc 30 tháng 4 năm 1975, mặc nhiên tại Việt Nam hoàn toàn không có khái niệm về nhân quyền. Đòi hỏi điều đó với nhà cầm quyền chỉ là một yêu cầu không khả thi. Mục đích chính của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh này là tranh đấu, bao gồm biểu tình, phản kháng, đình công, lên tiếng để đến một mục đích cuối cùng là thay đổi thể chế cộng sản độc tài thành một thể chế cộng hòa đúng ý nghĩa cho dân tộc. Khi đó, các giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền sẽ là một giá trị mặc nhiên như các quốc gia khác. Còn nếu chỉ tranh đấu để đòi hỏi, để cầu xin đảng Việt Cộng ban bố cho một chút tự do, một chút dân chủ hay nhân quyền, thì chỉ là chuyện nằm mơ. Bởi vì đã gọi là đảng độc tài toàn trị thì không bao giờ có những thứ đó. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Lê Thanh Tùng, bị bắt ngày 21 tháng 9 năm 2015 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9:30. Mọi ý kiến thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daplờisongnuoi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, Cali 95161, điện thoại 408-663-9860. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ đài hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi vietac.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.